một cô gái bán hoa sau khi đã bán gần hết số hoa của mình. Cũng là lúc trời đã tối, cô liền quyết định về nhà sớm hơn dự định. Lúc này, cô phát hiện giỏ hoa của mình vẫn còn một bông hoa hồng chưa bán hết. Cô liền đem tặng bông hoa hồng đó cho một người ăn xin bên đường rồi vui vẻ trở về nhà. Người ăn xin chưa bao giờ nghĩ rằng lại có một việc tốt như vậy xảy đến đối với mình. Lại có một cô gái xinh đẹp tặng cho mình hoa hồng, đúng là mặt trời mọc từ đằng Tây rồi. Thế nên anh ta quyết định không ngồi ăn xin nữa mà trở về nhà. Về đến nhà, anh ta tìm một cái lọ lấy nước và cắm bông hoa hồng vào đó, đặt lên trên bàn rồi tự mình ngắm nhìn nó. Bất chợt anh ta thấy rằng bông hoa đẹp như vậy sao lại cắm trong cái lọ bẩn thỉu được. Thế nên anh ta mang lọ đi cọ rửa sạch sẽ và cho rằng thế mới xứng đáng với bông hoa. Làm xong tất cả, anh ta lại vừa ngồi vừa ngắm nghía bông hoa. Và anh ta lại thấy rằng lọ hoa đẹp đẽ như vậy sao lại để trên một cái bàn vừa bẩn vừa lộn xộn được. Thế là anh ta lại bắt đầu lau dọn bàn sạch sẽ gọn gàng. Làm xong, anh ta lại ngồi ngắm nghía bông hoa. Rồi anh ta lại phát hiện ra rằng lọ hoa đẹp đẽ là thế, cái bàn gọn gàng sạch sẽ là thế, sao lại có thể để trong một căn phòng bụi bẩn bừa bãi được. Thế là anh ta lại quyết định dọn dẹp căn phòng, sắp xếp lại đồ đạc gọn gàng ngăn nắp. Chả mấy chốc cả căn phòng nhờ có bông hoa hồng mà tươi sáng và ấm áp hơn hẳn. Đang lúc đắm chìm trong cảm giác say mê, anh ta bất chợt thấy hình ảnh của mình qua tấm gương, đầu bù, tóc rối, quần áo bẩn thỉu, rách nát. Thế là sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên anh ta đi tắm gội, thay quần áo, giặt giũ quần áo có chút cũ nhưng sạch sẽ. Sau khi chỉnh đốn lại mình xong, soi gương anh ta phát hiện ra rằng mình trông cũng không đến nỗi nào, tại sao lại đi làm ăn xin cơ chứ? Đây là lần đầu tiên anh ta tự hỏi mình như vậy từ lúc làm ăn xin đến giờ. Anh ta nhìn lại mình trong gương, rồi nhìn lại căn phòng, nhìn lọ hoa và cuối cùng anh ta đi đến một quyết định quan trọng. Đó là từ ngày mai, anh ta sẽ không đi làm ăn xin nữa, mà sẽ đi tìm việc làm khác. Anh ta không sợ bẩn, không sợ vất vả nên rất nhanh anh ta đã tìm được một công việc cho mình. Và cũng có thể bông hoa hồng trong lòng anh ta đã cổ vũ, khích lệ anh ta không ngừng cố gắng. Nên mấy năm sau, anh ta đã có sự nghiệp riêng của mình. Rồi nhiều năm sau, anh ta tìm đến cô gái năm nào để tặng lại cho cô một phần tài sản của mình. Không phải vì mục đích gì, đơn giản chỉ là lời cảm ơn cô đã tặng cho anh một bông hoa hồng khi anh ta đang là một người ăn xin. Đối với anh ta, đó không đơn giản chỉ là bông hoa hồng, mà đó là một niềm hy vọng vào cuộc sống. Trong thực tế, mỗi người đều có những ưu điểm, chúng ta cần phải tin tưởng vào chính bản thân mình. Bất kể hoàn cảnh thế nào cũng không nên từ bỏ chính mình, đừng đắm chìm trong một bờ vực của sự thất bại. Chỉ cần bạn thực hiện một chút thay đổi nho nhỏ, bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn sẽ có sự khác biệt. Thay đổi chính mình, đối mặt với mọi thứ bằng một thái độ tích cực, bạn sẽ tìm được bước đột phá, vượt qua mọi khó khăn, tìm ra con đường nâng cao giá trị và phát triển bản thân một cách tốt nhất. Hãy luôn nhớ rằng, khi bạn thay đổi chính mình, mọi thứ cũng sẽ thay đổi.